Chịu ấy. Anh đang bắn tim cho cái clip 2 unit 2 này. À. Bây giờ nhìn này, 1 triệu mấy tim là anh bắn hết 1 triệu của tim đó. Ghê. Tức là mỏi tay bắn sáng giờ luôn. Đừng điêu đi. Toàn các bạn fan bắn cho anh bắn được mấy? Không nói rồi, anh bắn được tầm 200.000 rồi. Comment vào giá của các bạn đi. Hello. I hate me. Em Kill. Yeah. Okay. Đó. Rồi. Sắp 2 triệu rồi anh em ơi. Cảm ơn tất cả các bạn fan đã ủng hộ Unify. Và các bạn hãy tiếp tục bắn tim Unify nhé. Yeah, bắn đi, bắn đi. Mà vừa làm gì ấy. No! God! No! Please no. Các bạn hãy tiếp tục bấm tìm Unify để cho Unify xuất hiện trên V-Live thật là nhiều nha. Trong MV thì cái cách quay mà khó khăn nhất ở trong MV này chính là cái tâm lý nhân vật, và nghĩa là cái tâm lý nhân vật của Tông Kỳ, và phải dùng vũ lực với cả một cô gái thì mới điều thì trong lần làm. Đã trải qua 2 ngày quay thì hai anh em cũng đã học hỏi được rất là nhiều điều và cùng nhau trải qua rất là nhiều khó khăn, trong đó là những cảnh diễn tâm lý rất là khó. Có lẽ là hai người đều vẫn chưa hiện được trò vai diễn, nhưng mà đã có hết sức rồi. Mong là tất cả mọi người hãy cùng hai em cho Tuki và Cody cũng như là Unify nhé. Mà sao mà sao